Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trong nghe bất kỳ có tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng người tỏ những lai nghệ nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh, Hợp Bộ, Quyển 5, Phẩm 10, Tứ Thiên Vương. Bây giờ, vua trời Tỳ Sa Môn, vua trời Đại Đầu Lại Tra, vua trời Tỳ Lô Lạc Xoa, vua trời Tỳ Lô Bá Xoa đã đứng dậy, sửa áo bày vai phải, với phải quỳ xuống đất chắp tay bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này là vua của các kinh, được sự hộ niệm của các Đức Phật Thế Tôn. Trang nghiêm công đức sâu xa vi diệu của Bồ Tát, thường được sự cung kính của chư thiên, có thể khiến cho vua trời khỏi tâm hoan hỷ, cũng được sự khen ngợi của các vị hộ thế. Kinh này có thể chiếu soi cung điện của chư thiên, kinh này có thể ban niềm an lạc cho chúng sinh, kinh này có thể khiến cho các dòng sông địa ngục ngạ quỷ súc sinh khô cháy cạn kiệt. Kinh này có thể trừ được tất cả sự sợ hãi, kinh này có thể đẩy lùi giặc giả ở phương khác đến, kinh này có thể trừ nạn lúa gạo khan hiếm đói kém, kinh này có thể trị khỏi tất cả dịch bệnh, kinh này có thể diệt trừ sao sáu biến đổi, kinh này có thể trừ sạch tất cả ưu phiền. Nói tóm lại, kinh này có thể diệt trừ vô lượng với biên trăm ngàn khổ não của tất cả chúng sinh. Bạch Thế Tôn, kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này, nếu khi ở trong đại chúng có tuyên nói rộng rãi thì bốn vua chúng con quyến thuộc khác nghe vị pháp lộ cam lộ vô thượng này, được tăng thêm lực nơi thân, lòng tinh tấn, dũng mãnh, được các uy đức. Bạch Thế Tôn, bốn vua chúng con có thể nói chánh pháp, tu hành chánh pháp, làm pháp vương ở thế gian, đem pháp trị đời. Bạch Thế Tôn, bốn vua chúng con và trời rồng, quỷ thần, Cà Tất Bà Atula, Khẩn Na La, Ma Ca Lâu La, Ma Hầu La Chà, dùng pháp trị đời, ngăn chặn các quỷ ác, ngăn ăn nuốt tinh khí. Bạch Thế Tôn, bốn vua chúng con, 28 bộ nhẫn quỷ thần và vô lượng trong ngàn quỷ thần, dùng mắt trời thanh tịnh hơn mắt loài người, lúc quan sát ủng hộ cõi diêm phù đề này. Bạch Thế Tôn, vậy nên chúng con được gọi là vua hộ thế. Để đất nước này có những suy hao, oán tạc, xâm phạm, đói kém, dịch bệnh, đủ thứ khốn khổ. Nếu có tỳ kheo thọ trì kinh này thì bốn vua chúng con sẽ cùng nhau thỉnh cầu vị tỳ kheo ấy. Do sức của chúng con nên vị ấy mau chóng đi đến làng xóm, quận huyện của nước kia, tuyên nói, lưu hành rộng rãi kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này. Do đó mà đủ thứ trong ngàn sự suy hao như vậy đều tận diệt hết. Bạch Thế Tôn, như đất nước của các quốc vương, nếu có người trị kinh này đến nước ấy thì vua nước đó phải đến chỗ người ấy để nghe nhận kinh điển vi diệu này, nghe rồi vui mừng là phải hộ niệm cung kính người đó. Bạch Thế Tôn, bố vua chúng con lại sẽ hết lòng sang năng ủng hộ vua và nhân dân trong nước đó, vì họ trừ sạch tai nạn khiến cho họ được yên ổn. Bạch Thế Tôn, có tỳ kheo nơi Ưu Bà Thất Ưu Bà Di nào thọ trì kinh này, nếu họ được những vị quốc vương có thể ủng hộ khiến cho họ được yên ổn thì bốn vua chúng con cũng sẽ làm cho vua đó và nhân dân trong nước tại đều yên ổn, không còn những tai nạn. Bạch Thế Tôn, nếu có bốn chúng thọ trì độc tụng kinh điển vi diệu này, nếu những vị quốc vương có thể cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán thì bốn vua chúng con cũng sẽ khiến cho vị quốc vương này ở trong các vua thường được sự cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán đệ nhất, cũng khiến cho những vua khác khâm phục, hâm mộ, ngợi khen vua ấy tốt. Bây giờ, Đức Thế Tôn khen ngợi bốn thiên vương hộ thế. Hay thầy, bốn vua các ông, đời quá khứ đã từng cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi vô lượng trăm ngàn vạn ức các đức Phật. Ở chỗ các đức Phật, các ông đã gieo trồng căn lành và nói chánh pháp, tu hành chánh pháp, dùng pháp trị đời, làm vua trời người. Hôm nay, các ông được lợi ích lâu dài đối với các chúng sinh thực hành đại từ đại bi, ba cho chúng sinh tất cả niềm vui, có thể ngăn chặn các điều ác, từ ba cho các điều thiện. Do nghĩa này, nếu quốc vương nào có thể cúng dường, cúng kính kinh điển vi diệu, kinh quang minh này, thì các ông hộ niệm đúng lúc như vậy, diệt trừ khổ não và khiến cho vị vua ấy an lạc. Bốn vua các ông, cho các quyến thuộc, vô lượng với biến trăm ngàn quỷ thần, đã có thể hộ niệm kinh điển này, tức là hộ trì chánh pháp của chư Phật quá khứ.
vị lai và hiện tại, bốn với các ông và thiên chúng khác, trăm ngàn quỷ thần cùng với Atula khi cùng chiến đấu thì chỉ tin các ông luôn được thắng lợi. Các ông nếu có thể hộ niệm kinh này thì có thể tiêu diệt hàng phục tất cả khổ như nhặt oán đại kém dịch bệnh. Nếu bốn bộ chúng có thể hộ thể thọ trì độc tụng kinh này thì các ông cũng nên gia tâm ủng hộ, vì họ trừ sạch phiền não và ban an lạc cho họ. Bây giờ bốn thiên vương lại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, kinh điển viên diệu kim cương bên này, ở đời vị lai đất nước hoặc đất nước thành ấp quận huyện xóm làng, chỗ nào có kinh này lưu truyền, nó các quốc vương dùng luật trời trị thế, đã có thể cung kính chí tâm nghe nhận kinh điển viên diệu này, là tôn trọng cúng dường cung cấp cho bốn bộ chúng thọ trì kinh điển này. Cho nhân duyên này, chúng con lúc nào cũng được nghe kinh điển viên diệu này, nghe rồi liền được tăng thêm sức mạnh của thân, tâm, tinh tấn dũng mãnh đủ các uy đức. Vậy nên chúng con và vô lượng quỷ thần thường phải ấn hình đi đến chỗ lưu truyền kinh điển ấy để ủng hộ trừ sạch tai nạn, cũng hộ niệm những quốc vương và dân chúng nước ấy nghe kinh đó khiến trừ khỏi mọi tai nạn, làm cho họ đều được yên ổn, cũng khiến cho các giặc oán ở cõi khác thoái lui tan rã. Nếu có quốc vương khi nghe kinh này mà oán thù ở nước bên cạnh giấy khởi ý niệm như vậy, ta sẽ đem đủ bốn binh chúng hủy hoại đất nước kia. Bạch Thế Tôn, do thần lực kinh điển này nên bây giờ kẻ địch bên cạnh lại có oán thù khác gây tai nạn ở đất nước ấy, khởi lên những tai họa phiền não khác và dịch bệnh. Bây giờ nếu kẻ oán thù khởi lên những việc ác như vậy rồi, chuẩn bị đầy đủ bốn binh chúng đi đến đất nước đó chinh phạt, thì chúng con sẽ cùng với quyến thuộc vô lượng với 100.000 quỷ thần che giấu thân hình của mình vì đất nước đó mà hỗ trợ, khiến cho oán thù kia tự nhiên thoái lui tan rã, vô cùng sợ hãi đủ thứ tai nạn bên chúng nước kia còn chẳng thể đến, huống là lại có thể phá hoại được. Bây giờ Đức Phật khen bốn vua trời: hay thay, hay thay, bốn vua các ông mới có thể ủng hộ ta. 500.000 ức nãy do tai kiếp, các ông đã tu tập vô thượng chánh đẳng chánh giác và cung kính cúng dường những vị quốc vương thọ trì kinh này, vì họ tiêu trừ sạch tai nạn, khiến cho các vua ấy an lạc, là có thể ủng hộ cung điện, nhà cửa, thành ấp, xóm làng, biên cương đất nước, cho đến khi tất cả oán thù đều thoái lui tan rã, diệt hết phiền não, khiến được cho được an yên ổn. Các ông cũng khiến cho các vua trong cõi Diêm Phù Đề không có những cái việc hung ác làm hại kiền tụng. Bốn vua nên biết tới 44.000 thành ấp tu là của cõi Diêm Phù Đề này, tới 44.000 vị quốc vương đều ở nước của họ vui sướng an lạc, tất cả ở cõi nước mình mà được tụ tài đều đủ tiền tài trong bảo, chẳng chiếm đoạt lẫn nhau theo đúng sự tu tập nghiệp đời trước của họ mà tùy nghiệp thọ quả báo, chẳng sinh lòng ác tham cầu cõi nước của người khác, tất cả đều tự sinh lòng lợi ích, sinh ra lòng từ, lòng an lạc, lòng chẳng tranh tụng, lòng chẳng phá hoại, lòng không tôn trọng, lòng không khổ sở, đều ở đất nước của họ tự sinh ra an lạc, trên dưới hòa hợp giống như nước với sữa, luôn tiêu yêu nhau, tăng thêm các căn lành. Do những nhân duyên này nên cõi Diêm Phù Đề này yên ổn giàu có an lạc. Nhân dân đông đúc, đất đai màu mỡ, âm dương điều hòa, thời tiết không lẫn lộn, mặt trăng tinh tú chẳng sai lệch, gió mưa theo đúng mùa, không có các tai ương ngang trái, nhân dân giàu có thì biết đủ đối với của cải, lòng không tham lam bỏng sẻn, cũng không cánh ghét, là 10 điều thiện. Người ở cõi ấy mạng chung phần nhiều được sinh lên cõi trời, cung trời sung mãn tăng thêm thiên chúng. Nếu đời vị lai có các vị quốc vương nào nghe kinh điển này và cung kính cúng dường bốn bộ chúng tọa trì kinh này thì quốc vương ấy được an lạc lợi ích. Lại bốn vua các ông và quyến thuộc vô lượng trong ngàn quỷ thần, vì sao? Vì bốn vua các ông nếu lúc nào cũng được nghe kinh điển này thì vì đã được dòng nước chánh pháp uống vị cam lồ tăng thêm sức mạnh của thân, lòng tinh tấn dũng mãnh đủ các uy đức. Các vị quốc vương này nếu có thể chí tâm nghe nhận kinh điển này, tức là đã cúng dường ta, đã cúng dường ta tức là cúng dường chư Phật trong quá khứ, vị lai và hiện tại. Nếu có thể cúng dường chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại thì chưa nhận được vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn. Do nhân duyên này nên các quốc vương ấy đáng được ủng hộ, và trong cung hậu phi thể nữ quyến thuộc các vương tử cũng đáng được ủng hộ, phiền não được tiêu diệt an lạc hưng thịnh, cung điện nhà cửa yên ổn thanh tịnh, không các tai biến, thần hộ gia trạch tăng trưởng uy đức, cũng có được vô lượng của sức an lạc.
Trong các cõi nước ấy, nhân dân đều hưởng được niềm vui an lạc, tất cả việc khác đều tiêu diệt. Bây giờ bốn vua trời bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, đời vị lại, vị quốc vương nào muốn được phòng hộ tự thân và hậu phi thệ nữ các vương tử, cung điện nhà cửa được phòng hộ thân bậc nhất, có nước vua cai trị vô cùng tù tắn, đủ công đức của bậc vương giả, chẳng thể nghĩ bàn muốn được chúa nhóm vô lượng phước đức, đất nước không có oán thù từ phương khác đến, không có các sự lo buồn về những việc khổ, thì bạch Thế Tôn, vị quốc vương ấy chẳng nên buông lung tán loạn tâm mình, nó sinh lòng cung kính dũng dường, nên trang hoàng cung điện nhà cửa đẹp đẽ với diệu bậc nhất, dùng đủ loại nước thơm rưới hết lên đất, tung vô số hoa trải lên đại pháp tòa sư tử, và dùng vô lượng vật trân hiếm quý hiếm có thể để có thể trang sức, dân vô số cờ phướng lộng bó với diệu, rồi đức vua phải tắm gội sạch sẽ, chuẩn hương thơm xoa thân, mặc áo sạch đẹp, đeo trang sức bằng chuỗi ngọc, ngồi ở tòa ngồi nhỏ tấp chẳng tự cao tự đại, bởi ý niệm tự do không còn buông lung khiêm cung nhún nhường, được khởi kiêu mạn và chánh niệm nghe nhận kinh điển như vậy. Đối với người nói pháp thì vua ấy nghĩ như là Thế Tôn, lại đối với hậu phi vương tử thệ nữ quyến thuộc ở nội cung thì vua sinh lòng từ ái, dung mạo từ hòa, cùng khuyên họ đem đủ vật dụng cúng dường mà cúng dường pháp sư. Khi vị vua này đã khuyến hóa rồi, liền phát sinh vô lượng hoan hỷ an lạc, lòng vui mừng bội phần, lại tự khích lệ mình chẳng mệt mỏi làm nhiều lợi ích, đối với người nói pháp sinh ra lòng cung kính bội phần. Lúc ấy Đức Phật và bốn vị vua trời, bấy giờ vị quốc vương nên mặc áo trắng sạch sẽ tinh khiết, với đủ loại chuỗi ngọc tề chỉnh trang nghiêm, cầm lòng thượng diệu bằng lụa là, phục sức dung nghi chẳng mất phép tắc đời thường. Đích thân đang nghênh đón người nói pháp, vì sao? Vì bị vị vua này như vậy, tùy theo bước chân ông ấy, trong từng bước tức là đã cúng dường, gặp gỡ trăm ngàn ức nó cho tha các Đức Phật Thế Tôn, lại được thoát khỏi nạn sinh tử bằng số kiếp như vậy, đã vào đời sau trong số kiếp như thế, tôi được phong nhận địa vị chuyển luân vương. Tùy theo từng bước của vua ấy mà cũng được công đức. Để hiện tại như vậy, lực tự tại chẳng thể nghĩ bàn, thường được cung điện trời người bằng bảy báu vi diệu tối thắng bậc nhất, và tại chỗ nào cũng được tăng thêm tuổi thọ, lời nói luận biện đều được mọi người tin tưởng không bị gánh ghét, có danh xưng lớn, thường được trời người cung kính, nhận được an lạc thượng diệu của chư thiên trong loài người, được thế lực lớn đầy đủ uy nghi, sắc thân đẹp đẽ đoan nghiêm đệ nhất, thường gặp các đức Phật, gặp gỡ thiện tri thức, thành tựu đầy đủ vô lượng phước đức. Này bốn vua các ông, như vậy vị quốc vương ấy được vô lượng công đức lợi ích như vậy, vì thế vị vua này còn phải đích thân ra khỏi đó vị pháp sư, hoặc từ một do tuần đến trong ngày do tuần với pháp sư, nên tưởng như Phật, nên khởi ý niệm này: hôm nay Đức Thế Ca Như Lai chánh trí vào cung của ta, nhận sự cúng dường của ta, vì ta nói pháp, ta nghe pháp này liền chẳng thoái chuyển đối đạo như thượng chánh đẳng chánh giác, vì ta đã được gặp trăm ngàn vạn ức na cho tha Đức Phật, vì đã cúng dường cái Đức Phật quá khứ, vị la vị hiện tại, đã được thoát hẳn của ba đường ác, ta nay đã gieo trồng là trăm ngàn vô lượng nhân của chỗ luân thánh vương, đế thích phạm vương, đã gieo trồng vô biên hạt giống căn lành, đã khiến cho vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng những chúng sinh qua khỏi sinh tử, đã chứa nhóm vô lượng vô biên phước đức, hậu cung quyến thuộc đã được hộ vệ bởi cung điện nhà cửa, các suy bại hao tổn đều đã tiêu diệt, đất nước không có oán thù chống gai oán địch phương khác chẳng thể xâm lăng. Này bốn vua các ông, như thế vị quốc vương ấy nên cúng dường chánh pháp như vậy, thanh tịnh nghe nhận kinh điển vi diệu này, và cung kính cúng dường tôn trọng tán thán bốn bộ chúng thọ trì kinh điển này, cũng sẽ hồi hướng phần công đức tối thắng đã đạt được này ban cho các ông và quyến thuộc, chư thiên quỷ thần khác, cho nhóm các công đức thiện như vậy, thì đời hiện tại thì được vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn lợi ích tự tại, vì đức thế lực thành tựu đầy đủ, có thể dùng chánh pháp hàng phục các ác. Bây giờ bốn vua trời bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, nếu đời vị lai có các quốc vương cung kính chánh pháp như vậy, chỉ tâm nghe nhận kinh điển vi diệu này, và cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi bốn bộ chúng thọ trì kinh điển này, sửa sang nhà cửa thứ nước thơm lên đất, chuyên tâm chánh niệm khi nghe nói pháp, thì bốn vua chúng con cũng sẽ ở trong đó cùng nghe pháp này, nguyện cho các quốc vương được lợi ích,
để một phần ít công đức của mình có được ban cho chúng con. Bạch Thế Tôn, các quốc vương đó ở chỗ ngồi của người nói pháp và chúng con nên đốt đủ loại hương thơm cúng dường kinh này. Hương thơm vi diệu này ở trong khoảnh khắc một niệm liền tỏa đến cung điện chư thiên của chúng con. Hương thơm ấy tức thời biến thành lộng hương. Lộng hương vi diệu ấy màu vàng chói sáng chiếu vào cung điện chúng con. Cung của Đế Thích, cung của Phạm Vương, của Đại Biện Thần Tiên, của Công Đức Thần Thiên, của Kiên Lao Địa Thần, của Tán Chỉ Quỷ Thần Tối Đại Tướng Quân, của 28 bộ Quỷ Thần Đại Tướng, Mê Thủ La Kim Cang Mật Tích, Mani Bạc Đà Quỷ Thần Đại Tướng, Quỷ Tử Mẫu, cùng 500 con trẻ quay quanh, Anu Đạt Long Vương, Bà Yết La Long Vương. Những chúng như vậy từ ở cung điện mà tất cả đều được nghe mùi hương vi diệu này và thấy ánh sáng của lòng hương soi khắp. Ánh sáng của lòng hương này cũng chiếu soi đến tất cả cung điện của chư thiên. Đức Phật bảo bốn vua trời, ánh sáng của lòng hương này chẳng phải chỉ đến cung điện của bốn vua các ông. Vì sao mà những quốc vương này khi tay bưng lò hương cúng dường kinh thì hương ấy lan cùng khắp trong khoảnh khắc một niệm đến khắp tam thiên đại thiên thế giới, trăm ức mặt trời mặt trăng, trăm ức biển cả, trăm ức núi tu chi, trăm ức núi đại thiết vi, núi tiểu thiết vi và các núi chúa, trăm ức bốn thiên hạ, trăm ức bốn thiên vương, trăm ức tam thập tam thiên cho đến trăm ức phi tưởng phi phi tưởng thiên. Ở tam thiên đại thiên thế giới này, tất cả cung điện của rồng quỷ càn thất bà atula kalola khẩn nala ma hầu la già đều đầy đủ các lộng mây khói thơm trong hư không. Ánh sáng vàng rực rỡ của lòng mây ấy cũng soi chiếu cung điện. Như vậy, đủ loại lòng mây khói thơm trong tam thiên đại thiên thế giới đều chính là sức uy thần của kinh này. Dù quốc vương này khi tay bưng lò hương cúng dường kinh thì đủ loại hương thơm chẳng chỉ lan khắp tam thiên đại thiên thế giới này mà trong khoảnh khắc một niệm của lan khắp mười phương phô lượng và biến hàng hạ xa số trăm ngàn và ức thế giới của chư Phật ở trên các đức Phật trong hư không. Hương thơm cũng cách thành lộng hương màu vàng chiếu soi khắp cũng là như vậy. Các đức Phật Thế Tôn nghe được hương vi diệu này, thấy được lộng hương đó và ánh sáng màu vàng hàng hạ xa số chư Phật Thế Tôn trong các thế giới khắp mười phương đã nhận thần lực biến hóa như vậy rồi, khác miệng đầm lời khen ngợi người nói pháp: hay thay, này đại sĩ, ông đã có thể tuyên nói lưu truyền rộng rãi kinh điển ví dụ sâu xa như vậy, tức là đã thành tựu vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có người nghe kinh điển sâu xa này thì đạt được công đức chẳng ít, huống là thọ trì độc tụng và chúng sinh các mở bài phân biệt diện nói nghĩa kinh ấy. Vì sao này thì nam, vì kinh điển ví dụ kim quang minh này vô lượng cho biết a na do tha những bồ tát nếu được nghe thì chẳng thoái chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy các đức Phật hiện tại của vô lượng vô biên hằng hạ xa số thế giới chư Phật trong mười phương khác biệt đồng thanh nói: nay thì nam, và đời sau nhất định ông sẽ được ngồi dưới cây bồ đề nơi đạo tràng thành bậc tối tôn tối thắng ở trong ba cõi, vừa lên trên tất cả chúng sinh do sức siêng năng tu tập nên các hạnh khổ khi có thể trắc nghiệm bồ đề đạo tràng, có thể phá hoại tà luận của ngoại đạo trong thời thiên đại thiên thế giới, hàng phục những ma quân oán tạc kỳ dị, thông đạt những pháp tịch diệt thanh tịnh vô cấu đệ nhất và đạo bồ đề vô thượng sâu xa. Này thì nam, ông đã có thể ngồi tòa kim cang chuyển pháp luân 12 hạnh sâu xa được chư Phật khen là vô thượng, có thể đánh trống pháp tối đại vô thượng, có thể thổi tù và vi diệu vô thượng, có thể dựng pháp tràng tối thắng vô thượng, có thể thắp đuốc pháp cực sáng vô thượng, có thể rối mưa pháp cấm lộ vô thượng, có thể đoạn dứt vô lượng oán kết phiền não, có thể khiến cho vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha chúng qua khỏi biển cả không hề đáng sợ, có thể thoát khỏi sự sinh tử luân chuyển không vờ bờ bờ cõi. Lại gặp được vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha đức Phật, bấy giờ bốn thiên vương là bạch đức Phật: bạch Thế Tôn, cơ địa viên diệu kim quang bên này có thể đạt được vô số vô lượng vương đức ở vị lai hiện tại, và đến quốc vương nào được nghe kinh điển vi diệu này, tức là họ đã ở trăm ngàn vạn ức chỗ Phật để giáo trồng các căn lành. Chúng con do cung kính quốc vương này nên đạt được vô lượng phước đức. Bốn vua chúng con và quyến thuộc khác vô lượng trăm ngàn vạn ức quỷ thần ở nơi cung điện của mình, khi thấy đủ loại điềm lành lộng mây khói hương thì chúng con ẩn giấu chẳng hiện thân, vì nghe pháp nên sẽ đến chỗ vua đó dừng ở chỗ cung điện có giảng pháp.
Đại Phạm Thiên Vương, Thích Đại Hoàng Nhân, Đại Biện Thiên Thần, Công Đức Thiên Thần, Cái Lao Địa Thần, Tán Chỉ Quỷ Thần, Đại Tướng Quân, 28 Bộ Quỷ Thần Đại Tướng, Mê Thủ La Ký Cang Bạc Tích, Ma Ni Bạc Đà Quỷ Thần Đại Tướng, Quỷ Tử Mẫu và 500 quỷ con vây quanh, Long Vương A Đồ Đạt, Long Vương Ta Tiết La, Vô Lượng Trăm Ngàn và Ức Na Cha Tha Quỷ Thần Chư Thiên. Những chúng như vậy vì nghe Pháp nên đều ẩn mất, chẳng hiện thân mình, đi đến chỗ vị quốc vương, dừng ở chỗ cung điện, có nói Pháp. Bạch Thế Tôn, Bồ Thiên Vương chúng con và Vô Lượng Quỷ Thần quyến thuộc khác đều sẽ đồng tâm xem vị quốc vương này là thiện tri thức, đồng chung một hạnh, hạnh thiện tương ứng, dù ấy có thể làm vị thí chủ đại pháp vô thượng, dùng vị cam lộ làm sung mãn chúng con. Chúng con cần phải ủng hộ vị vua đó, được ở hết tai nạn, khiến cho được yên ổn và khiến cho những tan ương hoạn nạn của cung điện nhà cửa đất nước thành ấp của vua ấy đều bị tiêu diệt. Bạch Thế Tôn, nếu có quốc vương đối với kinh địa này, lòng phát sinh lợi lìa bỏ, chẳng ưa nghe và lòng vua ấy chẳng muốn cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, hoặc bốn bộ chúng có người tọa trì độc tụng khen ngợi mà các vua ấy cũng lại chẳng thể cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, thì bốn vua chúng con và Vô Lượng Quỷ Thần quyến thuộc khác chẳng được nghe chánh pháp này, quay lưng với vị cam lộ, mất pháp lợi lớn, không có thế lực và cả uy đức, tổn giảm thiên chúng, tăng thêm đường ác. Bạch Thế Tôn, bốn vua chúng con và Vô Lượng Quỷ Thần bỏ đất nước của vị quốc vương ấy, chẳng chỉ riêng chúng con mà cũng có vô lượng vị thủ hộ đất nước, các thiện thần cũ đều bỏ đi, chúng con chư thiên và các quỷ thần đã bỏ đi rồi, thì đất nước ấy sẽ có đủ thứ tai họa khác thường, tất cả nhân dân mất đi thiện tâm của mình, chỉ có sự trói buộc sân hận, đấu tranh phá hoại lẫn nhau, nhiều thứ dịch bệnh sau sâu xuất hiện, sao quá lệ tan vỡ rơi rụng, năm sau và các tinh tú đi sai quỷ đạo, hai mặt trời cũng xuất hiện, bị nhật thực, nguyệt thực, cầu vồng, tráng đen xấu xuất hiện từng lúc, cả đại địa chấn động phát ra âm thanh lớn, gió lớn, mưa to, không ngày nào không có, lúa gạo khan hiếm, đói rét, có nhiều giặc oán phương khác đến xâm lấn, nhân dân đất nước ấy chịu nhiều khổ não, đất nước ấy không có chỗ nào đáng ưa thích cả. Bạch Thế Tôn, bốn vua chúng con và những vô lượng trăm ngàn quỷ thần cùng các thiện thần cũ thủ hộ đất nước đó, khi đi qua thì ở đó sinh ra vô lượng việc khác như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu nếu có vị quốc vương muốn được tự ủng hộ và vương quốc của mình được nhiều an lạc, muốn khiến cho tất cả chúng sinh của đất nước đều thành tựu đầy đủ an lạc, muốn được hàng phục tất cả oán thù bên ngoài, muốn được sự ủng hộ của đất nước, của tất cả đất nước, muốn dùng chánh pháp để trị vì đất nước, muốn được diệt trừ sự sợ hãi của chúng sinh, Bạch Thế Tôn, vị quốc vương này nhất định cần phải nghe kinh điển này và cung kính cúng dường người đọc tụng tọa trì kinh điển này. Bốn vua chúng con và vô lượng quỷ thần do nhân duyên thiện căn được ăn pháp này, được uống pháp vị cam lộ vô thượng, nên tăng trưởng sức mạnh của thân, lòng tinh tấn dũng mãnh, làm lợi ích chư thiên. Vì sao? Vì do vị quốc vương này chỉ thông nghe nhận kinh điển này. Như các Phạm Thiên nói ra dục luận, Thích Đại Hoằng Nhân nói ra đủ loại thiện luận, người có năm thần thông nói ra thần tiên luận. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên, Thích Đại Hoằng Nhân, người năm thần thông, thì có trăm ngàn ức na do tha vô lượng thắng luận, nhân kinh Kim Quang Minh là tối thắng ở trong số đó. Vì sao? Vì Đức Như Lai nói kinh Kim Quang Minh này vì chúng sinh, vì khiến cho các quốc vương trong tất cả cõi chim phù đề cùng chánh pháp ca trị, vì ban cho tất cả chúng sinh sự an lạc, vì muốn bảo hộ tất cả chúng sinh, muốn khiến cho chúng sinh không còn các khổ não, không có oán tạc trong ca của phương khác, các ác hại đều quay lưng, chẳng hướng đến, muốn khiến cho đất nước không có ưu phiền, dùng chánh pháp để giáo hóa, không có tranh tụng, phải đến quốc vương ở mỗi đất nước nên thắp đuốc pháp, làm sáng rực chánh pháp để làm lợi ích cho chư thiên. Bốn thiên vương chúng con và vô lượng vị thần chư thiên thiện tần ở cõi diêm phù đề, do nhân duyên này nên được
uống phá vị cam lộ sung mãn. Được uy đức lớn và sức tinh tấn đầy đủ, ở trên phù đề được yên ổn, giàu có an vui, nhân dân đông đúc an lạc. Ở chỗ này lại vào đời sau, vô lượng trăm ngàn chẳng thể nghĩ bàn đã cho tha kiếp, nhân dân thường được có được an lạc vi diệu bậc nhất, lại được gặp gỡ vô lượng chư Phật giáo đồng các thiện căn, về sau chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô lượng công đức như vậy đều từ chính lời Đức Như Lai chế biến tre nói ra. Như Lai đã từng vì trăm ngàn ức na do tha các phạm thiên và dùng năng lực đại bi cũng vì vô biên trăm ngàn ức na do tha các đại hoàng nhân mà dùng năng lực khổ hạnh vì thế Như Lai và chúng sinh dễ nói kinh Kim Quang Minh này, để tất cả chúng sinh của cõi Diêm Phù Đề và những vị quốc vương thế gian hay xuất thế gian mà làm việc phước. Tạo thế luận đều nhờ kinh này, muốn làm cho chúng sinh được an lạc thì Đức Như Thích Ca Như Lai thể hiện kinh này tuyên nói rộng rãi lưu truyền khắp nơi. Bạch Thế Tôn, cho nhân duyên này nếu các vị quốc vương nhất định còn phải nghe nhận cúng dường cũng vẫn tôn trọng khen ngợi kinh này. Bây giờ Đức Phật là bảo bốn vua trời, bốn vua các ông quyến thuộc vô lượng trong ngày nay do tả quỷ thần khác. Nếu các quốc vương này có thể chí tâm lắng nghe kinh điển này và cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi, thì bốn vua các ông nên ủng hộ diệt trừ tai nạn khiến họ được an vui. Người nào có thể tuyên nói rộng rãi lưu hành cùng khắp kinh điển vi diệu này ở trong cõi trời của cõi người, làm việc Phật lớn lao, có thể đem lại lợi ích lớn cho vô lượng chúng sinh. Người như vậy thì bốn vua các ông nhất định phải ủng hộ, chứ khiến cho họ vì duyên khác mà bị nhiễu loạn và làm cho lòng họ điềm tĩnh, luôn được an lạc, tiếp tục sẽ được tuyên nói rộng rãi kinh này. Bây giờ bốn vị vua trời liền đứng dậy, xỏ áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất chắp tay ở trước Đức Thế Tôn dùng kệ khen: Phật nguyệt thanh tịnh đủ đầy trang nghiêm, Phật nhật sáng rỡ phóng ngàn hào quang, tôn nha Như Lai thanh tịnh tối thượng, răng trắng không nhơ như rễ hoa sen, công đức vô lượng như biển mênh mông, vật trí không đáy nước pháp đầy tràn, trăm ngàn tam muội không có khuyết giảm, dưới chân bằng phẳng tướng thiên bất hiện, ngón chân màng lưới giống như ngọc chúa ánh sáng rực rỡ như núi báu chúa, thanh tịnh phi diệu như vàng luyện rồng, phước đức của ngài chẳng thể nghĩ bàn. Đức công đức Phật con nay kính lễ, chân pháp thân Phật giống như hư không, ấn vật hiện hình như trăng trong nước không có chướng ngăn, như lửa huyền hóa. Vậy nên nay con cúi lạy Phật nguyện. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: Kinh Kim Quang Minh du của các kinh sâu xa thâm diệu, gì không gì trên. Mười lần Thế Tôn tuyên nói kinh này, bốn vua các ông phải siêng hộ trì vì nhân duyên đó. Kinh thâm diệu này ban cho chúng sinh vô lượng an lạc, vì lợi ích thảy của các chúng sinh mà mãi lưu truyền ở Diêm Phù Đề, diệt hết 3.000 đại thiên thế giới. Đường ác trong ấy và vô lượng khổ, các vị quốc vương cõi Diêm Phù Đề, chúng sinh xót thương, chánh pháp trì thế, thường tuyên lưu truyền kinh vi diệu này, khiến khắp cõi yên ổn giàu có, tất cả chúng sinh đã được an lạc. Nếu có quốc vương muốn yêu chính mình và cả đất nước muốn được thịnh vượng thì phải hết lòng tắm rửa sạch sẽ, đến chỗ pháp hội nghe Kim Quang Minh. Kênh này có thể làm nên việc lành, tiêu diệt tất cả oán tặc trong ngoài, lại hay trừ diệt sợ hãi không lường, dù các kênh này ban cho tất cả vô lượng chúng sinh an ổn an lạc. Như cây trân bảo ở trong nhà dân có thể sinh sản tất cả cho báu, kênh vi diệu này cũng lại như trên có thể sản sinh các vua công đức. Như nước lạnh trong có thể trừ khát, kinh Kim Quang Minh cũng lại như vậy, trừ khử các vua khao khát công đức. Như hòm chứa đựng các vật báu lạ ở trong tay mình, sử dụng tùy ý, kinh Kim Quang Minh cũng lại như vậy, cho theo ý mình. Các vua pháp bảo Kim Quang Minh này, kinh điển phi diệu thường được chư thiên cung kính cúng dường, cũng được hộ thế bốn đại thiên vương uy thần tế lực theo hộ giữ gìn. Chư Phật mười phương thường niệm kinh này, có người chuyện nói khen ngợi lành thay, cũng có trăm ngàn vô lượng thần quỷ đến từ mười phương ủng hộ người đó. Nếu có người nào được nghe kinh này lòng sinh hoan nghỉ hớn hở không lường, cõi Diêm Phù Đề vô lượng đại chúng
hết thảy vui mừng tập hợp nghe pháp, nghe kinh Kim Quang đủ các uy đức, thiên chúng lợi ích, tinh khí thân lực. Bây giờ bốn vua trời nghe kệ này xong, bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: Chúng con từ xưa đến nay chưa từng được nghe pháp tịch diệt vi diệu như vậy. Chúng con nghe rồi, lòng sinh ra với buồn vui, nước mắt tuôn trào, toàn thân rung động, chỉ thể rã rời, nhưng lại được đầy đủ vô lượng diệu lạc, chẳng thể nghĩ bàn. Rồi họ dùng hoa mạng Đà La, hoa đại mạng Đà La của cõi trời tụng lên trên Đức Như Lai để cúng dường. Làm như vậy để cúng dường Đức Phật rồi, bốn vua trời là bạch Đức Phật và Thế Tôn, bốn vua chúng con mỗi người đều có 500 quỷ thần luôn luôn hộ vệ người nói pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ, quyển 5,